thì mình đủ điều phải bị khổ. Mà có Phật mình nương rồi đó, thì mình cứ trọn vẹn đức tin với một vị như là Từ Cụ Thích Ca Bổn Sư cũng được, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng được, hay là Đức Phật Thầy cũng được. Hôm nay thì muốn tất cả quý vị cố gắng nha, đọc thêm cái bài Tình Đồng Đạo. Anh em thương nhau, thầy đọc trước nha. Tình đồng đạo thương yêu như một, nghĩa anh em chỉ có nguyện thề chăm lo chớ có bỏ bê, gánh gồng mọi sự nặng nề sớt chia. Tình đồng hữu thức khuya dậy sớm, mến thương nhau đau ôm dưỡng nuôi, đôi nọ chia sẻ ngọt bùi, mặn nồng chấp nhận hòa vui học đường. Không được phép buồn thương giận ghét, khuyên nhủ nhau giữ vẹn thủy chung, không chia phe phái hợp hùng, ghét ghen thù hận mong chung mong trời. Tình huynh đệ không rời một bước, nghĩa em bằng anh trước em sau, có khi đói lạnh giúp nào, cơ hàng vất vả cùng nhau rất nhiều, học chung thầy sớm chiều gần gũi, nhắc để nhau trong buổi học tình, đặng cho rằng Phật thơ sinh không còn bế bất linh đinh giữa đời. Anh ấy xây dắt đời em tối, vì ngu hờ chưa biết lối đường, ráng chiều qua đánh qua mưa, tận tình em họ biết đường đã không. Đừng có sợ mất công mới quý, cùng anh em mũi tỷ sống chung, nương nhau cho đến ngày cùng, tâm hồn tư tưởng cùng cùng đau. Đường học đạo trăm cây ngàn đắng, thầy dặn trò cố gắng giữ mình, nhớ rằng khuôn phép đừng quên, kỷ cương lịch sử là nền đạo nhân. Còn tu học chuyên cần thao lược, đừng nghĩ mình nay được thành bài, thầy chưa kiếm trò trả cho ai. Kiếm nhận ngày mai đến trường, thầy kiếm đạo không cương không gì, cho ngoan ngoan chớ bí học hành, cũng đừng giỏi giả côn đánh, sanh tâm sắp xảo tu hành được đâu. Giữ khuôn phép đứng đầu học vấn, sự kỷ cương tinh tấn vô cùng, lịch sử đại có sống chung, mái nhà thanh đức trùng phùng với nhau, đồng tu học không ai cao thấp, bỏ thói quen cô chấp ngày xưa, nói năng đừng có bãi vừa, thầy dạy đủ luật sớm chưa nặng thành, nói ngay thẳng quẹo quanh mang tội, nói nhẹ lời sám hối trong lòng, không nên nghĩ chuyện mênh mông, chuyện gì thực tế đạo đồng làm theo, phải thực hiện trồng gieo giống tốt, tu làm người đường còn gương đời. Kỷ cương không nói là lời, hay bàn những chuyện cơ trời mong lung, tình đồng đạo hiệp cùng thống nhất, đồng lo tu đại lực đại hùng, thứ tha bằng ái khoan dung, dẫu cho tội lỗi cũng trùng cũng tan, tình đồng đạo đạo tràng lịch sử, biết nhường nhau kẻ dưới người trên, khổ đau cũng quyết chí bền, dân lời thầy dạy mới nên sau này. Từ
đồng đạo hẹn lời chung bị, nhắc nhở nhau rên rỉ bên tai. Thức khuya dậy sớm mực mày, chăm lo đèn sách ngày mai dự trình. Thầy dặn rồi cầu xin gì nữa, mọi công phu tu sửa từng giờ. Gọi tâm cao vợn kính dơ, tấm hoàn khối trượng lưu mờ quá lâu. Nơi thầy dặn đôi câu ráng nhận, cố gắng tu tinh tấn nặng về. Nhìn kẻ suối trượt trầm mê, vô bờ vô bến biến về nơi đâu. Ráng nhận nhục thanh thấu tu đạo, giữ tâm mình hoài bảo hằng ngày. Sẵn trầm diễn biến như lai, ta dặn đồng đạo học bài đáng chăm. Cùng đồng tu liễu lành mất mát, sai trật nào tạm gác bỏ qua. Từ bi theo Phật Hải Hà, anh em đồng đạo một nhà một tôi. Thầy đâu có xin lỗi ơn nào, hãy cúng dân cơm gạo tiền vàng. Tu hành đừng có dở dang, hy sinh đừng một đạo tràng trả ơn. Và đừng có thua hơn giận dỗi, trả ơn thầy cẩn tuổi sớm chiều. Thanh tàn chung sống hạnh yêu, thầy có trách nhiệm nhất nhiều chăm lo. Đó là bài tình đồng đạo đi đôi với vợ vấn đời thầy. Có nhiều vị vấn đời thầy mà không làm đúng, cho nên hôm nay đó xin với Phật tử cũng từ bi và hoan hỷ. Còn đây là thanh quy, là có nghĩa là mình vào bệnh viện hay là mình vào những cái chỗ nào mà tha để là nội quy, đúng nội quy. Còn bây giờ ở trên chỗ rừng của thầy đang nghỉ đó, đang an nghỉ đó, thì cách nay khoảng 15 năm thầy có ra cái bài thanh quy rực thiên linh. Thầy đọc trước rồi đọc sau, đằng sau cuối của cái đoạn trang 65 sau cuối nha. Trang 65 15. Đây là mình đọc cái ở trong đó mới là kết hợp, còn ở đây nó không kết hợp, nhưng mà cũng đọc qua cho Phật tử nghe ha. Các vị nào nghe rồi có thuộc thì cũng vẫn đọc nha. Rừng thiên linh trang em dân lần, mong đạo tâm cố gắng tinh thần. Lòng đừng sao xuyên vân quân, có về thanh tịnh tại rừng đồng sơn. Mau xóa bỏ buồn hờn thế tục, bước chân vô trong lúc tượng ngày. Quán âm Bồ Tát hiện ngay, độ người thoát khỏi một đời thế gian. Đây là chốn lạnh trang nhàn rồi, cũng là nơi nguồn cội ngũ sơn. Nếu ai cực khổ không sờn, là nơi tịnh diệt có cơn luân hồi. Chấp nhận khổ quá nhồi sắc thể, đặng bám vào cội rễ Di Đà. Nói theo Đức Phật Thích Ca, tu hành khổ hạnh mới là đắc thân. Nay bần sĩ tu dần quốc đệ, mong đạo tâm đảnh lễ vâng lời. Rừng đồng dân lặng thánh tới, để tâm thanh tịnh đừng khơi nghiệp phàm. Ngài cố gắng lo làm công quả, tiên tâm tu rồi đã tham thiền. Quân tâm đạt lý thiên nhiên, thì là mới hiệp rừng thi tội lành. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
không nữa đó. Dạ. Thầy có đôi lời xin chúc lành toàn gia đình của tất cả và đoàn hôm nay ở Úc Châu, Sydney. Chúc lành toàn gia đình hết, tất cả quý vị được vạn sự bình an. Đáng lý ra là thầy cũng có giờ trơn mà đến ở Úc Châu trong một cái cơn bệnh rất nặng, nhưng mà bây giờ nó hết rồi, thầy mới được đến Úc Châu một lần. Còn sư phụ tổ thì chắc có lẽ là đi bằng vô hình, còn thầy đi bằng cái thể xác này thì mới lần đầu tiên ở đến đây cùng gặp tất cả chú quý vị cũng như trong Phật tử, không biết nói gì hơn. Đây là lời nhắn nhủ cộng thêm nhắc nhở, chứ còn nói là khuyên tu hay là giảng đạo hay là thuyết pháp thì xin thưa không phải vậy, mà đây là tình anh em cốt nhục. Chúng ta hôm nay cái cuộc sống ở trên cõi đời này đó mình cũng đã hiểu rồi, chắc cả quý vị cũng đi đến chùa và nghe đại đức và tất cả các vị nói và xem qua kinh sách, thì tiền bối nói lại nó cũng không sai. Mình phải làm bằng cách nào khi mình còn ở tại nơi đây, chứ không đợi khi mà mình đã mất khuất rồi mà mình đã làm một cái việc không được, nó chậm lắm. Khi chúng ta còn hai bàn tay, chúng ta làm nhẹ nhàng. Hai bàn tay này tạo tội, hai bàn tay này làm ác, hai bàn tay này làm cực khổ để mà nuôi sống gia đình cũng như là thân bằng quyến thuộc hay là gia thê đệ tử của mình. Thì biết bao nhiêu cái sự mà bàn tay này cũng làm phúc biết bao nhiêu. Thì mình suy nghĩ kỹ qua những cái sự việc mà mình đang nửa đời người còn lại, chúng ta phải làm gì để thân thể và linh hồn mình được nhẹ nhàng trong khi mình đã mang về nơi tam giới. Thì thầy cũng xin nhắn nhủ cùng tất cả các anh em bạn đạo và cùng Phật tử đạo tràng gần xa, cố gắng để mình làm tròn phận sự của một người chồng, người vợ, người con, cha mẹ trong gia đình của mình. Đó là tu nhân đạo đối với xã hội. Khi mình ở tại đây không làm nem dơ, không làm cho ta kỳ thị mình, không có làm gì cho người ta chê bai mình, mình cứ làm theo cái việc đúng của mình. Đó là mình tu bổ vào khi mình đã khuyết. Còn phần tu tâm, cái tâm mình kiểm tra tại đề quên nó đó, chứ mình nhớ rồi thì mình kiểm hàng ngày. Mình chăn nuôi nó mà, để trở thành một cũng như cái hoa, cái bông trái, tâm là gốc, ốc là ngọn. Khi chúng ta mà bỏ quên nó rồi thì mọi việc không có nên đi gì hết. Phải nhớ để kiểm lại mình khi sai trái, hoặc là khi mình làm cái tội ác hay là mình làm lỗi thì mình biết hết trơn. Mình biết hơn mọi người biết, mình hiểu hơn tất cả mọi người hiểu. Như thế thì thầy khuyên và mong tất cả Phật tử ráng cố gắng theo dõi về cái tâm linh của mình. Cùng là rốt ráo chỉ vào cái tâm thôi, còn ngoại cảnh này thì không có cái gì là Phật không có chấp, mà chúng ta cũng không chấp, mà tất cả các ngài cũng không chấp. Đó, vì thời kỳ đã mạt, thời kỳ mạt pháp, thời kỳ đã không còn nguyên này là nguyên tàn rồi. Tất cả quý vị, tại sao thầy nói nguyên tàn mà con thấy vẫn vươn lên? Tất cả trong cái cuộc đời này tốt đẹp quá, đi tới đâu thì chợ bán đầy hết, còn đi tới nước nào thì xe cộ hơm vật chất, nhưng mà nó đã tàn phá trong một cuộc đời con người mà mình không hay biết. Vì là một chứng bệnh thì nó đã tàn phá đi, nó tàn phá con người mau lẹ lắm, mình không chớp nhoáng được. Mà bây giờ đã đa dạng bệnh, bệnh hoạn, sinh tử bệnh lão. Cho nên thầy muốn nhắc tất cả Phật tử phải chặn đứng đi một cái cơn tàn phá của chính mình, lo lắng mọi điều, để rồi trút hết những gì mà mình vào nhân cái suối trượt trầm mê này, vẫn làm, vẫn tất cả mọi hành tàn gì thì quý vị cứ làm ăn chân chất thực thà thì mình cứ làm, không phải là buông bỏ hết. Nhưng trong khi có một cái việc mà mình làm mà mình đang lo lắng nó quá sức lực của mình,
thì đó là mình đã gieo tạo một cái sự tàn phá của chính mình, vì lo lắng quá nó cũng không tốt. Còn về tư tưởng của mình thì thầy mong tất cả quý vị đi làm về nghĩ cái việc gì mình định tính thì mình cứ định, còn bằng không thôi. Ngay bây giờ trong cái thời kỳ này, ngoài nó cướp được, xe cộ dằn dòng nó cướp được, thì trong tử thần nó cũng gần mình lắm, nó đe dọa mình, nó sẽ cướp. Nó sẽ cướp mình một phút giây, mình không biết nó cướp giờ nào. Cũng như có nghĩa là vô thường. Thì mình biết tu tâm, mình biết sửa đổi, mình bản lĩnh cứng cắn đại hùng, nó cướp được không? Không. Mà Thượng Đế nói 75 tuổi chết, mình nói con 80 con mới chết. Ủa sao vậy? Con cãi trời sao? Con cãi mà con sẽ làm nên việc được tốt, con giúp đỡ mọi người, thương yêu nhau, con thuận thiên thì con được tồn tại, con được sống lâu. Còn Thượng Đế cho mình có 60 mà mới 30 mấy mình chết, tại vì mình làm không đúng, mình không có gieo tạo những cái sự tốt đẹp, thì dù con của ngài, ngài cũng không cho mình sống đâu, hay là trong cái vòng máy thiên cơ này quay mình phải đổ thôi. Như vậy thì chúng ta đã cải được số trời, cái số thì mình không cải được, nhưng mình cải qua một ít được. Muốn sống 80, 80 mấy thì mình vui lên. Thầy ơi, con bị đủ thứ, vợ bỏ, chồng bỏ, bán buôn ế, hay là hoặc con làm như gì vân vân, không có sao đâu. Mình phải tập vui lên cho nó quen. Mà mình buồn là khổ đó. Tập vui, Phật cứu khổ bằng vui. Hôm nay chúng ta được nghe tiếng chuông mỏ và nghe bậc đại đức chùa là chỗ nào đó thì tùy mở trạm hết đó, để cho mình để đến đó mình nương tựa một chút qua cơn mưa, hay là chờ xe đến cũng là ân nhân của mình. Như vậy thì thầy mong hết tất cả Phật tử cố gắng nha. Bây giờ thầy gặp bữa nay đó, mai mốt còn trẻ hơn nha, không trẻ hơn mà trẻ thiên nhiên, nó không có dằn vặt, nó không có giam hãm mình, nó không có giết mình bằng một cách chính mình làm. Rồi mai mốt mình tự chuyển mình đi về xứ Phật nha, không về Tây Phương. Thầy ơi, Tây Phương có Phật ở mà con sao ở được, được chứ con. Cũng như bây giờ mình ở Sydney, thôi nói thầy cũng quen ở đây đâu, nói ở Hà Nội đi, thì mình về ở Thanh Hóa, ở mấy cái tỉnh ngoài đó cũng là Hà Nội vậy. Mình người dân làm sao vô Trung ương được, thì mình ở đó cũng là cái tiếng Hà Nội. Cũng hưởng một ít gì, hay là cũng phải có dính níu gì ở Hà Nội. Như vậy thì chúng ta về đất Phật ở Tây Phương, mà chúng ta ở ngoài, ở dành cỏ, ở ngoài trúc mai đồ này cái nọ đó cũng được, hay là những cái dòng suối nào mà ở trên đó đó, hay là hồ Nguyệt, động Nguyệt Tiên gì đó cũng được. Còn Đức Phật thì Ngài là thủ lĩnh rồi, Ngài phải ở trong trung ương của Ngài rồi, làm sao mình vô đó được. Cho nên mình về nơi tịnh lạc, có nghĩa là tu tiếp. Như thế thì chúng ta giữ gìn mình, quay về mình là tốt hơn. Bây giờ không có phân biệt nghèo giàu, không phân biệt đẹp xinh xấu tốt, ăn mày hay là một vị đó rất là hùng hồ đẹp, hay là với cái cảnh này kia, thì thấy tất cả chúng sanh đã phá vỡ bộ máy của thiên nhiên và rừng thiên nhiên. Và một con người của thiên nhiên mà từ thở xưa nay đó mình đã phá vỡ nhiều. Ngày hôm nay thì muốn con phải lấy lại, Phật tử phải lấy lại cho nó có nhiều đi, chứ ngày sau không có xài những cái bây giờ nữa. Mà ngày Thượng Quân Thánh Đức, ngày đó thì thầy nói đây cũng như nói dối, nói dốc quý vị chứ đâu có, Phật tử chưa thấy mà. Nhưng bây giờ có những hành tinh ta xuống đây, ta đang theo dõi những cái vị mà thành tâm, những vị phát tâm, những vị thành lòng, những vị mà tâm linh rất là tốt đẹp, có thể hòa hiệp với cái cảnh giới của người ta, ta xuống từng tự, từng phút giây trong đêm khuya hay là giờ nào đó. Nói về ngồi thuyền đó, thì chắc có lẽ là Phật tử cũng có ngồi hay là có biết rồi. Nhưng mà ngay bây giờ thì đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nào cũng mình làm hai cái tay, mình đi hai cái chân, mình cổng bưng như thế nào là cái vai mình thôi, chứ còn cái tâm linh mình không để cho nó rời rạ và để nó xa mình. Và tâm linh mình làm chủ nó được thì mình sẽ đạt được tất cả. Vậy hôm nay thầy mong quý vị phải ráng cố gắng, còn cơ hội rất là tu về, mà nơi đây là chỗ
phương Tây là Tây Phương. Thì qua đây là một gặp đạo tràng, thứ hai là cũng như là đường tăng đi thỉnh kinh Đông Độ Tây Phương, thỉnh kinh về Nam Phương. Mà ngày xưa đó thỉnh kinh thì đi qua những cái khúc đoạn núi non quỷ ma, rồi bây giờ bay chút xíu hơi thở Tây Phương. Thì ngay bây giờ Phật tử rất là dễ dàng tu. Bữa cơm chia sớt người nghèo, ta bệnh tật trong bệnh viện, hoặc là mình không thể để dành đó mà để chờ cơ hội bất cứ gặp nơi nào. Hai cái áo lạnh, cái áo trong nhà cho, vì cái áo lạnh đó là cũng là tốt nhất, mà đó là cao cả nhất. Vì mình đã có một cái áo lạnh là mình dám để lạnh mình cho người ta, thì cái đó là Bồ Tát nói sẽ thể hiện cho biết rằng cái sự của quý vị rất cao cả. Đó là của Bồ Tát, là thành tâm mà đến độ hy sinh không ngại. Nói vậy thì mong tất cả Phật tử vui vẻ mà đến đây để mà gặp một sứ giả, cũng như là thay sư phụ Tây An đến để gặp tất cả quý trò, quý Phật tử mà có một cái phương hướng về Tây Phương, có một cái lộ trình bước rồi đó, có một số tiền lớn để mua đất rồi đó. Chứ đây rồi quy hoạch là lấy đất ở đâu ở, phải vậy không? Mua đất ở Tây Phương Cực Lạc. Sao mình có cái gì mình khỏi phải lo mà chạy kiếm cái nền nhà? Có nghĩa là chúng ta đang bắt đầu, hay là từ xưa nay càng tốt, để có một cái từ thiện tâm từ của mình để hướng về nơi đó, là mảnh đất trên đó của mình đó. Thì hàng ngày mình mua cái nền nhà rồi thì mình phải đi lên đi xuống hai ba lần, một tuần lần, hai ba tuần lần để nó chiếm đất. Mình tu theo thời thế hôm nay không phải đài đọa, mà sự hành trì hành đạo như ngày xưa nữa, cái cũ nó sẽ để đó. Hồi xưa cũ vẫn còn để đó, nhưng chúng ta sẽ học tập bài mới hết rồi. Phải ráng cố gắng, phải vui lên để lấp cái buồn. Mình có gặp chứng bệnh, mình không có sao hết, tôi không có bệnh gì nhiều hết. Để vui lên, để cái bệnh mình nó từ từ rồi thuốc men nó khuyên giảm. Còn này mình bệnh ít ha, mà mình rên la rồi giao du với những người bệnh nữa đó. Mình phải giao du với những người mạnh hơn. Ta không bệnh, mình bệnh, mình nói là mình không có bệnh, còn mình giao du như bệnh hay bệnh nó chết được. Như vậy thì hôm nay mình đã biết tu rồi đó, biết tu tâm rồi đó. Thì bất luận mình không có nói là bây giờ tôi phải bận áo cạo đầu hay này cái nọ, không phải vậy. Hồi xưa thầy không có cạo đầu, không có mặc áo này đâu, bị kỳ dân á với lại các vị này kêu thầy ơi, ủa thầy sao không có cạo đầu, không mặc áo, cho nên thầy mới phủi tóc để mà mặc áo cho nó có ra vẻ một người thầy, tại vì không rõ quyết định rồi. Như vậy đó. Thầy xin kính thưa quý vị, đừng có buồn không? Thầy ngồi nói hồi nãy giờ có quý vị nào có ý kiến gì không? Có buồn không? Thì không có biết được một chữ nào đâu. Không được học trường nữa. Mà cũng không có đến được chùa để nghe một câu thuyết pháp của các vị đại đức. Trong cuộc sống rất hành giả, rất thô sơ đạm bạc, nhưng đây là số trời đã định. Trong kinh phái Bụi Sơn Kỳ Hương có nói là người dốt, người dốt nó pháp quá rành, mà thầy thì cũng không rành đâu. Cổ lai thế thế thuộc dòng Bụi Sơn. Hôm nay gặp tất cả Phật tử cũng như là người ở Việt Nam mà qua đây, hoặc là ở nơi phương hướng bên Đông Tây Nam Bắc gì đó vân vân, thì thầy cũng vui, nhưng mà nước mắt thầy đang muốn chạy. Vì số trời đã định, máy thuyên tạo đã quay không ngừng rồi. Người thì lọt ở bên Tây, người thì ở bên Tàu, người ở bên Tấn. Nhưng thầy nói dở trò thầy vẫn thương yêu. Trời trong buổi tiết chiều thầy ngồi tâm sự buồn hiu trong lòng. Vì đây là Phật tử, là giống,
mong trò cố gắng thành trong tu hành. Tu bên trong không ai giật ai giành, bên ngoài sức hiện cam đành bỏ tay. Đêm thanh tịnh nước mắt chảy dài không ngớt, thì muốn sang đến nơi này để chia sớt buồn vui. Tới đây trời đất tối thui, thầy buồn biết mấy ngậm ngùi biết bao. Thương ba tánh đồng bào không ai hiểu, thầy đâu có phải như ai mà cách kiểu như người. Miệng sâu tâm dạ đại từ thương dân mến nước, phước dư đủ rồi. Buổi chiều khổ thầy ngồi gặp mặt, nhắn với tất cả đồng đạo về, thầy nhắn đôi câu: ráng đi qua được nghiệp cầu, trời trên đã định không lâu nghe tròn. Cố gắng tu cho mình không có mê hát mê hò, làm sao qua được chuyến đò sông mê. Thì nguyện với Phật Pháp để tựa ánh Bồ Đề, để tiếp nhận đồng đạo, để đưa về Tây Phương. Nung đúc tinh thần bằng giá thịt bằng xương, để cho trò tiến đạo, để mở đường thông thông. Sau đây gió bão cuồng phong, tránh sao cho khói đạo đồng xa quê. Bữa nay thì chỉ trò về, về nơi xứ Phật mình cày tâm linh. Trốn trong đức tánh của mình mới khỏi, mình thủ đức ân khỏi mây khói nghe trò. Chốn đi buồn sớm ma lượng chiều lo, thầy chỉ sợ không đò rước đào. Về đi đêm thanh tịnh dường tiên, thầy trò mình dạo ở nơi này gặp hung bạo giang cơ. Trời sự thế thứ giờ, ráng lo niệm Phật sang ngày bờ về quê. Thấy sự thế thầy tái tê áo nào, mới sang đến đây để khuyến đạo nhủ lời. Được hay không thì không dám kinh mời, mà đắc hay không đắc thì do nơi đồng đạo. Điểm thanh tịnh thầy chưa được vào, chốn ta bà gặp giông bão mưa đơn. Về đi đừng giận đừng hờn, nhớ lời thầy dạy kéo sơn ráng gìn. Mình chỉ thương chỉ một mình, mình quay về giữa đức tánh, để rồi mình cầu xin an nhàn. Còn người khối ốc huyện làng, ai lo mình được trở hình tàn sát sơ. Nếu tâm mình thịnh hay tốt, hay sạch hay dơ, mình hiểu liền biết được hiện giờ gọi xóa. Ráng cố gắng mình đừng xa mình nữa, nếu mình bỏ mình hoài thì lửa sẽ cháy lan. Lâm thì quỷ lòng trần đàn, hay là ma dương mà cám dỗ hình tàn ra cho. Ráng cố gắng mình về sự tự do ở, chốn này đấy là nợ, chứ đâu có sung sướng gì. Chắp tay niệm Phật mau đi, thầy trò dặm bước trên khối từ bi nhẹ nhàng. Quý Phật tử nhớ nha, mình niệm Phật á, giao vô tất cả xóm cùng làng. Sau này mình còn tồn tại, mình buộc ràng đâu đâu, quay về thức dậy canh thâu, kiểm tâm kiểm tánh rồi âu biết liền. Mình hỏi mình coi tâm mình dữ hay hiền, mình có sạch chưa vậy hả, thì mình sẽ rửa liền không có sao. Kiểm mà thần kiểm trí cho mau, nếu thần còn bận rộn lao đao sửa liền. Nếu trí chưa sáng đó thì mình bình yên tĩnh lặng, để dồi mài cho trong trắng sáng ngời. Nếu mình không trọn vẹn đức tin thì mình nói ít, nhịn mấy lời
để hòa khí đêm vô tình lạc. Thì đến đây không phải là mùa về ca hát, trong cuộc dạng đường bát ngát mùi thơm. Trời ráng học thầy gom, trở về Phật quốc rồi hôm vào lòng. Nếu mà Phật tử hiểu được á thì ráng. Hôm nay thì xin có đôi lời để nhắc nhở là mình, chính mình quay về mình, chính mình thương mình chứ không ai thương bằng. Vậy thì mình sẽ quay về với mình sớm, đừng có bỏ mình nữa, không? Hơi thở nó có nói thì là nếu mà bỏ với lại bắt nó khổ quá rồi nó đi luôn, nó không có ở lại chút xíu rồi nó đi mất. Hơi thở của mình đó, tức khắc một chút ha, là mình cũng không còn được nữa. Thì cái việc làm của tất cả với Phật tử cứ làm để mình có trong cuộc sống của mình ở đây chứ, ở đâu cũng vậy hết. Như vậy chứ không phải là bắt buộc như là nghe thầy phiên đừng có làm nữa. Đời nó đến thì nó đến, nó đến do nó định lực. Chúng con đến hay không thì do này chúng con và Phật tử và các vị với ông với bà, chứ không phải là mình mê tín được, mà mình phải trọng tín, mình phải trung tín. Như thế. Và hôm nay muốn tất cả bà con ở bên Úc Châu cũng là người Việt Nam của mình vượt ải trùng dương đến ở đây để rồi tạo sự nghiệp để tìm lẽ sống ở bên đây được tự do. Vậy thì muốn còn một cái chỗ tự do nữa ha. Mong tất cả Phật tử muốn về nơi cái cảnh tự do đó không? Ngọc Sinh về hả? Cảnh tự do đó có khó về nhưng mà cũng dễ thôi. Thầy muốn đưa quý vị về cảnh tự do. Nơi đó là đâu? Là nơi Tây Phương Cực Lạc. Nơi đó là đâu vậy thầy? Là nơi tỉnh giấc để giác ngộ tu tâm. Thầy cho con hỏi thêm, xa hay gần vậy thầy? Không gần không xa mà do nơi các hàng Phật tử. Nếu muốn về thì vẽ hai chữ mà đi, trò nhìn hai chữ từ bi, coi theo hai chữ rồi đi trở về. Tâm thanh tịnh là bồ đề đó đạo, ráng mà tu xa sự xúc xảo đa mưu. Không thương, không giận, không thù, mình người hiền hậu cứ lo tu tâm mình. Ráng cố gắng, ngày sau ra sân trình dự thi. Thầy đã nguyện rồi, Quan Âm thọ ký chứng minh, hộ cho tất cả tâm linh biết đường trở lại, biết sử kinh học hành. Học phải ráng, để rồi mình dành khi mình hưởng. Thầy xuống đây là một huynh trưởng đó thôi. Cần theo lý lẽ đã rồi, thầy không chùa ám miếu tự, không ghế ngồi đâu đâu. Nhưng nói được canh thâu lời lưỡng vàng, thầy xem ở đây là cùng chung bạn mà thôi. Đến đây kết thúc đời rồi, chúc lành đồng đạo cánh xa xôi an nhàn. Ráng cố gắng nha, đừng có để nó buộc ràng mình quá. Mặc tình ai nhân cá thù hiềm, mình giảm đi đừng có tăng thêm. Thầy vui vẻ từng đêm an lạc, hỏi chơi mình như là đục tàn cây mát. Người ta đánh đập mình như Bồ Tát thử thôi, nay mai cũng trả lại rồi, trần gian cho lắm bồi hồi cũng tan. Đáng cố gắng không? Thầy chỉ bao nhiêu tiếng đó để cho tất cả đạo tràng hiểu biết. Thầy dốt mà, đã điên đã điếc nữa trò, chỉ còn lấy một chiếc đò rước người lạc quốc về xứ tự do Phật trời. Rước bằng tâm linh, bằng tánh tốt, bằng một cảnh thảnh thơi. Rước cái người hồi hướng Phật trời, chứng minh rước người đêm đá sứ kinh, ngày đó làm lũng nuôi mình hiện nhân. Rước những bậc hiền thần quân tử,
Rước những người biết gìn giữ trung kiên, biết cha, biết mẹ tu hiền, ông bà, cô bác, bình nguyện cả hai. Rước những bậc râu mài trung hiếu, rước những trò biết điệu nhịp đờn, không ganh, không ghét, không sờn, đi về thầy đợi qua cơn náo nồng. Trời có biết không, đi sắp tới bão giông còn loạn, mình biết lo dẹp dọn ở bên trong, cách ở ăn đừng phụ phải đãi lòng, thương nhân loại cùng chung một chung. Thì hỡi ơi tên ma nào đâu bắn phụng, còn nếu mình không biết đảo trên đời rồi thì bị lém uống nay mai. Thầy còn trăm đắng ngàn cay, đến đây gặp đạo buổi hôm nay rất mừng, mừng cho tất cả Phật tử. Vì trời hừng nương bắc, chúng con ráng mở tấm lòng đừng khe khắc, thầy vui. Tây phương đạo lý nếm mà mùi, thấy chưa trần trượt không nguôi chút nào. Ngày xưa đã tiền thân thì ở bên Tấn, bên Tàu, bây giờ về Nam Việt khúc nào đặng khuyên. Dân lệnh tổ thầy phải điếc, phải điên, phải khùng, phải dại đặng khuyên người lành. Bây giờ trò ở cuối bãi, còn thầy ở đầu ganh. Mong sao Phật độ hiệp lành tam quy, về nhà sửa lại mau đi, nếu hư ta sửa không gì khó đâu. Đêm thanh tịnh không nên thức sầu rất khổ, mình ở nơi đây là có chỗ mình nương. Nghe lời thầy dài giảng gió sương, chung một lối một đường hành thực. Nếu mình biết đạo thì thử thách trò phi cực, chốn ta bà là bể vực hang sâu. Buổi chiều thầy nói từng câu, dặn dò quý đạo không phải sần nổ làm gì. Xin kính thưa quý vị, hôm nay thầy cũng vui, quý vị có vui không? Quý vị có vui không? Nếu có cái gì thì tất cả các vị cho thầy biết thêm một phần. Và ở đây có vị nào muốn hỏi thầy gì không? Bên nam, bên nữ. Có không? Có hỏi gì thì cứ hỏi, thầy biết thì nói, mà không biết thì thôi, không có gì hết. Không có phải không? Có mà không hỏi phải không? Có muốn hỏi mà cũng hơi không hỏi phải không? Có hết. Thì thôi bây giờ thì muốn nói gì thì nói phải không? Chút xíu nữa đi, hay là một tuần sau, vài tuần sau cái lợi hỏi nha. Về suy nghĩ là hỏi, có cái gì thì thầy trả lời cho quý vị nha. Bây giờ thì nói nha, tất cả đều đẹp hết, tốt hết nè, tay chân đồ ha, thầy nhìn thấy. Nhưng mà mình, thầy biết sao mình được vậy không? Có phước đó. Và mặc đồ đẹp hết phải không? Biết sao được vậy không? Mình có gieo cái phước đức trước đó. Rồi ăn uống á, rồi lại tới đây cũng vậy nè, ăn uống không hết, rồi bạn bè thương yêu mình á, để mà để đằng cho mình nước uống, bánh trái, biết từ đâu không? Hồi xưa mình cũng có đãi đằng nha, mình cũng ngày nay mình có phải hồi lại. Và ở tại nhà mình đầy đủ hết, tiện nghi không có thiếu gì đó. Là mình biết tại sao mình biết được cái kiếp của mình ngày trước. Bây giờ mình đã làm một cái việc từ thiện hay là mình làm phúc được mà mình không tiếc đó. Biết ai không? Bồ Tát tại thế đó. Phải dựa đâu, không có tôn quý vị đâu. Nếu không phải Bồ Tát thì đâu có ai làm được vậy. Anh em ăn bữa cơm chửi quá chừng. Không, đâu có được, đâu có làm. Mà mình làm được, Phật nói đại hùng, đại lực mà đại từ bi. Mà cái đó cũng là đại hùng rồi, chứ đâu phải khi không mà mình đem mình dục bỏ này kia, mình cho giúp cúng chùa này kia nọ đó, bất cứ không có lượng cái là chùa đó không đúng, sống đúng chùa thờ Phật mà sống đúng vậy đó. Còn bức tượng Phật cốt sắt xi măng mà gì đừng nói vậy, như cốt sắt xi măng, nhưng mà mình nguyện cầu lại Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Hai Di Đà ngày thị hiện xuống thì chứng cái bức tượng đó là của ngài đó. Thì thiệt chứ đâu có giả gì đâu đó. Đấy vậy. Cũng như cái giấy chứng mình đem lại mà không có chữ ký, không có gì thì nó vô thực.
nhưng mà có rồi là cái đó là quan trọng đó. Vậy đó thì xin hết tất cả ở đây, mình không nên nói chùa hoặc là nói đạo này đạo kia đạo nọ, đạo nào cũng hồi tưởng lại là của thượng đế của trời hết. Nói vậy đó thì mình được ngày hôm nay đó cơm ăn, mà mình được ở cái lãnh thổ này, ở cái đất Tây phương này, thì thầy qua thầy thấy bình minh quá tốt đẹp. Thì tất cả quý Phật tử cũng có tu, không có tu trước rồi. Và bây giờ mình phải nói lại nè, rồi có tu trước mà mình còn bị cái nghiệp đó, cái vượt biên qua cực khổ đói, bị giam ở đảo này cái nọ đó, hay là ở chỗ này chỗ kia, khoảng thời gian đó là mình trả đi cái quả nghiệp của mình chút. Và bây giờ mình hết trơn, thấy không? Đó, như vậy thì mình đã tiếp tục cái chương trình này mà mình đã làm phúc, không phải làm phúc bưng vàng đem cho, mà mình có nắm rau thôi. Bà già đó, bà đi ngang qua, bà nói trời, con hái rau đâu ngon quá vậy. Nó dạ con hái nè, bà ăn không? Bà ăn mà có ít quá, sao con ăn đủ, nè nè nè, cho bà nữa nè. Vậy đó. Thì Bồ Tát nói biến hóa ra nắm rau đó là một thúng rau, một thúng, chứ không phải một nắm. Vì cái tâm của tất cả Phật tử rất rộng, rất tốt. Mình đi hái về ăn gia đình rồi mình nhượng vậy là mình về mình nhịn nè. Thôi về mình nhịn đi, để cho bà lão đó. Thì đó là cũng một cái hy sinh nhỏ. Phần hy sinh lớn, dám cúng dường chùa, chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, đó là mình đã tự giác rồi. Tự giác, giác tha rồi. Rồi, mình lại dám buông bỏ như thế, thì mình đã biết mình rồi. Đó, thì từ cái biết mình đó, mình đã quay về, mình nói sao bữa nay mình biết vậy. Như điên khùng vậy đó. Mình kiểm tâm, mình thấy hằng giờ, hằng ngày, chạy đâu không khỏi mình hết. Đó. Giờ nào cũng nắm nó được, giờ nào cũng làm chủ được, giờ nào cũng an ủi được hết. Chứ không phải là mình đợi chồng phải an ủi vợ, trời bữa nay anh không có bệnh mà không có lời nào an ủi này cái nọ. Cũng phải nói về đời, nói về đạo, không bằng mình, chính mình an ủi mình. Chính mình an ủi mình. Và vợ trách chồng, chồng trách vợ, con, mẹ trách con, không về thăm đâu. Tao bệnh gần chết mà em về thăm, cho nên cái người tu dễ dàng lắm, không trách móc gì hết. Không, không bâng phân mà không chờ đợi, không trách móc. Vì mình hiểu được rồi, lực vô thường nè, mình hiểu cái nghiệp mình nè, mình hiểu hết. Nó sẽ chiến đấu với nhau, nó đòi mình. Mình trả mà mình, nếu mà mình chửi hoặc là mình cọc căng, mình này cái nọ nữa, thì tất nhiên cái chủ nợ đó nó đòi thẳng, không cho. Còn nếu mình trả mà mình đàng hoàng, mình dịu mềm, mình chấp nhận, mình năn nỉ, thì chủ nợ nó cho bớt phần nữa. Như vậy đó. Thì tất nhiên hôm nay thầy muốn nói cho quý vị nắm, chắc có lẽ cũng nghe rồi, nhưng mà bây giờ thầy xin nhắc lại một chút ha. Nói sự thật nó phải vậy. Được ngày này là chúng ta có cái tinh ba, có nghĩa là chúng ta rọi được bây giờ quý vị sẽ thấy được cái kiếp sau, mà bây giờ quý vị đã thấy kiếp vừa rồi, hiện tại nó đã đứng mặt trước mặt sau. Bây giờ biết được hết. Bây giờ mình đang gieo thì bao giờ mình không được hưởng, bây giờ mình đang làm thì mình có ăn, không nói như vậy thôi, mình đang đi thì tới, nói vậy. Thì mình chùi rửa thì mình nó sạch sẽ hơn. Chùi một giờ không sạch đâu, 5 giờ, 3 giờ, 3 tiếng, 4 tiếng. Hôm nay chúng ta đã biết trong một kiếp này không thể hết được mà sẽ đi đến mãi mãi. Thì bây giờ thì mong quý vị di chuyển mình đi. Đó, giờ quý vị thấy không? Bây giờ đã đổi hết rồi đó. Nói giờ con giái cho Phật chuyển cho con nào đó. Không có giái được. Ủa? Sao thầy học Phật tu nhân mà thầy nói không có giái? Mà nhớ ai bây giờ đây, Phật đã chỉ rồi. Thì mình tự vận chuyển cái bản thân mình và linh hồn mình. Mình làm sao nhẹ. Như mình mần 10 tiếng, 11 tiếng đi. Bây giờ mình mần 8 tiếng thôi, 9 tiếng thôi, để 2 tiếng nghỉ ngơi. Mần có dư 2 tiếng đó để mình mua cây tủ, mình mua cái bóng đèn đẹp, mình mua cái chai rượu mình chưng, hay là bất cứ vân vân. Thì cái đó nó còn tồn tại hơn mình trong một phút giây mình đã chết rồi đó. Để nó ở lại. Thôi giảm bớt đi. Giảm chứ không biểu nghĩ. Giảm để mình nghĩ nè. Về vui gia đình nè. Đó, có khi chồng đi làm không gặp vợ, vợ đi làm không gặp chồng. Nó suốt vậy đó. Để rồi mình chiến đấu với tiền bạc, với cái cảnh vật này mãi hay sao.
ông nhờ bà nhờ ông. Đức Phật ngày xưa Đức Phật cũng đời vậy. Ngày ngộ làm Phật, mê làm chúng sanh. Chúng ta phải êm ấm gia đình và hạnh phúc để lo tu tâm vui vẻ, rồi từ đó bước chân một đi đến Phật pháp không muộn, không muộn. Thì khác hơn, có khác hơn là một cái cảnh mà bắt buộc. Phật không có bắt buộc, tự giác ngộ. Như quý vị ăn chay được thì ăn,